Trung Quốc vừa đưa ra hoạt động sân bay Daojian Yading, sân bay dân sự cao nhất thế giới, nằm ở vị trí cao hơn mực nước biển đến 4.411 mét. Nằm tại quận Daojian, tỉnh Tứ Xuyên, sân bay Daojian Yading đã bắt đầu mở cửa. Sân bay Daojian Yading nằm cao hơn mực nước biển tới 4.411 mét và được xem là sân bay dân sự cao nhất thế giới. Trước đó, danh hiệu này thuộc về sân bay Banda nằm ở Kamdo thuộc khu tự trị Tây Tạng. Với sân bay Daojian Yading, thời gian di chuyển từ quận Daojian đến quận trung tâm thành đô sẽ rút ngắn rõ rệt. Thay vì phải đi bằng xe buýt mất 2 ngày thì bây giờ chỉ bay hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi thấy rất phấn khích, sân bay Yading rất đẹp, tôi vừa bay chuyến đầu tiên đến đây. Có sân bay này rồi thì đi lại thật dễ dàng, chỉ mất hơn 1 tiếng để đến thành đô. Ban đầu sân bay này chỉ mở 2 chuyến bay từ thành đô đến Daojian và ngược lại, chi phí vào khoảng 1.600 nhân dân tệ. Đến tháng 10 có thêm chuyến đến Trùng Khánh và quận Mekang. Ngoài ra vào năm sau có thể sân bay Daojian Yading sẽ bổ sung thêm một vài chuyến bay đến các thành phố khác như là Quảng Châu, Thượng Hải và Tây An. Sân bay Daojian được khởi công từ tháng 4 năm 2011 và mất 2 năm xây dựng với tổng vốn đầu tư gần 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 255 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, một báo cáo cho thấy trang mạng xã hội chính của Trung Quốc là Sina Weibo đang trên đà tụt dốc. Theo phóng viên Reuters Anita Lee, đây là trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, nhưng gần đây mọi hoạt động có vẻ trầm lắng đi. Bản báo cáo do một công ty truyền thông của chính phủ thực hiện cho thấy các hoạt động tương tác trên trang này đã giảm khoảng 30% so với đỉnh điểm vào năm ngoái. Nghiên cứu tập trung vào các tài khoản VIP hoặc những tài khoản có hơn 10.000 người theo dõi. Không phải tình cờ mà sự sụt giảm này diễn ra cùng thời điểm với việc chính phủ Trung Quốc dường như siết chặt kiểm soát hơn những người sử dụng Weibo. Tháng trước, hai cái tên lớn về marketer trên mạng đã bị bắt vì tình nghi lan truyền tin đồn trực tuyến. Một nhà đầu tư của một công ty liên doanh Mỹ-Trung cũng vừa bị tạm giữ vì liên quan đến đường dây mại dâm, mặc dù nhiều người nghĩ rằng ông này bị bắt vì chỉ trích chính phủ nhiều hơn. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV thì đây là lời cảnh báo cho tất cả những người sử dụng mạng xã hội. Gần đây Trung Quốc cũng mở một chiến dịch chống lại những người buôn chuyện trên mạng. Theo đó, nếu bạn post một comment xấu về Trung Quốc và nếu nó được chia sẻ lại hơn 500 lần, bạn có thể phải chịu tội phỉ báng. Điều này cũng đã tạo ra một số trò đùa và châm biếm trên mạng. Vì thế, nhiều người đã hạn chế cập nhật trên trang Sina Weibo và chuyển sang trang WeChat, một dịch vụ gửi tin nhắn phổ thông trên điện thoại. Không giống như Weibo, những comment ở đây mang tính chất riêng tư hơn, nhưng dù sao thì các thanh tra cũng có thể sẽ giám sát cả WeChat nữa. Tại Trung Quốc, hai mạng xã hội lớn nhất toàn cầu là Facebook và Twitter đều bị cấm sử dụng.